Ngày đấu tranh vì tự do và dân chủ và ngày sinh viên quốc tế được tổ chức tại Praha và nhiều các thành phố khác trên toàn Séc. Theo truyền thống, sự kiện kỷ niệm chính diễn ra trước tấm bia tưởng niệm ở Narodni Trida, Praha, nơi vào năm 1989, một nhóm sinh viên đã bị cảnh sát cộng sản đàn áp dữ dội. Cũng liên quan đến ngày lễ này, vào hôm qua, Tổng thống Slovakia Zuzana Chaputová đã đến Praha và được người đồng cấp Séc đón tiếp. Tổng thống Slovakia thường đến Praha một ngày trước khi diễn ra lễ kỷ niệm cách mạng Nhung. Bà đã có bài phát biểu tại Praha sau khi đặt hoa tại tấm bia tưởng niệm ở Narodni Trida. Như những năm trước ở Praha, sự kiện diễn ra từ sáng đến tối. Người dân tham gia vào các buổi tuần hành, đặt nến và hoa tại các bia tưởng niệm. Các nghệ sĩ sẽ tham gia biểu diễn tại các quảng trường.